ở ông Mark, trước hết, tư bản không nói lên cái khái niệm về kinh tế mà mọi người đều thừa nhận, theo đó thì tư bản là một tư liệu sản xuất đã được sản xuất ra. Ông Mark mưu toan tạo ra một ý niệm đặc biệt hơn, có tính chất lịch sử biện chứng, ý niệm này ở ông ta chuyển thành một trò chơi với những sự biến đổi của các khái niệm và các hiện tượng lịch sử. Tư bản theo Mark phải sinh ra từ tiền, nó hình thành một giai đoạn lịch sử bắt đầu từ thế kỷ 16 cụ thể là từ những buổi đầu của thị trường thế giới được giả định là ở vào thời đó rõ ràng là với việc lý giải như thế đối với khái niệm tư bản thì tính chất sắc bén của sự phân tích kinh tế quốc dân không còn nữa trong những quan niệm kỳ dị đó những quan niệm tỏ ra có tính chất nửa lịch sử và nửa logic nhưng thật ra chỉ là những sản phẩm lai like căng của câu chuyện hoang đường về lịch sử và về logic thì năng lực phân biệt của lý trí cũng như mọi việc sử dụng khái niệm một cách trung thực đều bị tiêu vong. Và cứ tiếp tục ba hoa như thế suốt một trang. Sự nhận định của Mark đối với khái niệm tư bản chỉ tạo ra một sự rối rắm trong khoa học chặt chẽ về kinh tế quốc dân, những điều nông nổi mà người ta coi là những chân lý logic sâu sắc, tính chất trên vinh của các luận cứ. Như vậy là, theo Mark, tư bản dường như phải nảy sinh từ tiền vào đầu thế kỷ 16. Điều này cũng giống như một người nào đó nói rằng tiền kim loại đã sinh ra từ gia súc cách đây hơn 3.000 năm, bởi vì trước kia ngoài những vật khác làm chức năng tiền thì còn có gia súc nữa. Chỉ có ông Duy Rinh mới có thể phát biểu một cách thô thiển và lệch lạc như thế. Ở mắt khi phân tích những hình thái kinh tế trong đó quá trình lưu thông hàng hóa vận động, thì tiền là hình thái cuối cùng. Sản vật cuối cùng ấy của lưu thông hàng hóa là hình thái biểu hiện đầu tiên của tư bản xét về mặt lịch sử thì đâu đâu tư bản cũng đối lập với sở hữu ruộng đất trước tiên là dưới hình thức tiền với tư cách là tài sản bằng tiền là tư bản của thương nhân và tư bản cho vay nặng lãi lịch sử ấy hàng ngày đang diễn ra trước mắt chúng ta khi mới xuất hiện lần đầu tiên trên vũ đài tức là là trên thị trường thị trường hàng hóa thị trường lao động hay thị trường tiền tệ thì mỗi một tư bản bao giờ cũng xuất hiện dưới dạng tiền số tiền này phải được chuyển hóa thành tư bản thông qua những quá trình nhất định đó lại là một sự thật mà mát một lần nữa đã nhận thấy không thể bác bỏ sự thật đó ông birin đã xuyên tạc nó đi dường như theo mát thì tư bản sinh ra từ tiền sau đó mát đã tiếp tục nghiên cứu quá trình nhờ chúng mà tiền biến thành tư bản và trước hết ông thấy rằng hình thức trong đó tiền lưu thông với tư cách là tư bản là một hình thức ngược lại với hình thức trong đó tiền lưu thông với tư cách là vật ngang giá chung của các hàng hóa một người chủ hàng hóa giản đơn thì bán để mua anh ta bán cái mà anh ta không cần dùng và với tiền thu được anh ta mua cái mà anh ta cần dùng còn nhà tư bản bắt tay vào công việc thì thoạt tiên mua cái mà bản thân hắn không cần đến hắn mua để bán hơn nữa lại để bán đắt hơn nhằm thu trở lại số tiền đã bỏ ra lúc ban đầu để mua cộng với số tiền tăng thêm vào đó mà mát gọi là giá trị thặng dư giá trị thặng dư đó do đâu mà ra nó không thể do người mua đã mua những hàng hóa dưới giá trị của nó cũng không thể do người bán đã bán lại hàng hóa đó trên giá trị của nó vì trong cả hai trường hợp cái được và cái mất của mỗi bên sẽ bù trừ lẫn nhau vì mỗi người đều lần lượt là người mua và người bán nó cũng không thể lừa gạt mà có được vì sự lừa gạt quả là có thể làm thiệt hại cho người này để cho người kia giàu lên nhưng không thể làm cho tổng số tiền của cả hai người tăng lên được do đó cũng không thể làm tăng thêm tổng số những giá trị đang lưu thông nói chung toàn bộ giai cấp các nhà tư bản của một nước không thể kiếm lãi bằng cách lừa biệt bản thân mình được tuy vậy chúng ta vẫn thấy rằng toàn bộ giai cấp các nhà tư bản ở mỗi nước đều không ngừng giàu lên bằng cách bán đắt hơn họ đã mua bằng cách chiếm hữu giá trị thặng dư Thế là chúng ta vẫn không nhúc nhích hơn lúc đầu chút nào, giá trị thặng dư đó do đâu mà có? Cần phải giải quyết vấn đề đó, hơn nữa lại giải quyết bằng con đường thuần túy kinh tế, loại bỏ mọi thủ đoạn lừa gạt, mọi sự can thiệp của một bạo lực nào, bằng cách nêu vấn đề như sau, làm thế nào có thể thường xuyên bán đắt hơn được, ngay cả khi giả thiết rằng những giá trị bằng nhau sẽ luôn luôn được trao đổi lấy những giá trị bằng nhau? Việc giải đáp vấn đề đó là công lao lịch sử vĩ đại nhất lao động của Marx. Nó chiếu sáng rực rỡ lên những lĩnh vực kinh tế mà trước kia những nhà xã hội chủ nghĩa cũng mò mẫm trong bóng tối không kém gì những nhà kinh tế học tư sản. Chủ nghĩa xã hội khoa học bắt đầu từ ngày có giải đáp đó và nó là điểm trung tâm của chủ nghĩa xã hội khoa học. Giải đáp như sau: Sự tăng thêm giá trị của tiền là cái phải biến thành tư bản không thể diễn ra trong bản thân số tiền ấy, hay nảy sinh ra từ việc mua, vì ở đây số tiền đó chỉ thực hiện giá cả của hàng hóa và giá cả này không khác với giá trị của nó, vì chúng ta giả định rằng những giá trị ngang nhau được trao đổi với nhau. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà việc tăng thêm giá trị không thể nảy sinh từ việc bán hàng hóa. Do đó, sự thay đổi phải xảy ra với hàng hóa mà mua nhưng không phải với giá trị của hàng hóa đó bởi vì hàng hóa được mua và bán đúng với giá trị của nó mà với giá trị sử dụng của nó với tư cách là giá trị sử dụng nói một cách khác sự thay đổi giá trị phải nảy sinh từ việc tiêu dùng hàng hóa đó nhưng muốn rút được giá trị từ việc tiêu dùng hàng hóa thì người chủ tiền của chúng ta phải có được điều may mắn mà phát hiện được trên thị trường một thứ hàng hóa mà bản thân giá trị sử dụng của nó có cái đặc tính độc đáo là làm một nguồn sinh ra giá trị một thứ hàng hóa mà khi tiêu dùng nó thật sự thì vật hóa được lao động và do đó sẽ tạo ra được giá trị và người chủ tiền đã tìm ra được thứ hàng hóa đặc biệt ấy trên thị trường đó là năng lực lao động hay sức lao động như chúng ta đã thấy nếu lao động với tư cách là lao động không thể có giá trị thì đối với sức lao động tình hình lại hoàn toàn không phải như thế sức lao động có được giá trị một khi nó trở thành hàng hóa như điều đó đang thực sự diễn ra hiện nay và giá trị này cũng như mọi hàng hóa khác được quyết định bởi số thời gian lao động cần thiết để sản xuất và do đó để tái sản xuất ra thứ sản phẩm đặc biệt ấy, nghĩa là bởi thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt mà người công nhân cần đến để tự duy trì mình trong trạng thái có thể lao động được và để duy trì nội giống của mình. Chúng ta hãy giả định rằng những tư liệu sinh hoạt đó, từ ngày này sang ngày khác, đại biểu cho một thời gian lao động mỗi ngày là 6 giờ. Như vậy Nhà tư bản của chúng ta bắt tay vào kinh doanh, người mua sức lao động cho công việc kinh doanh của mình, nghĩa là thuê một công nhân, trả cho người công nhân đó toàn bộ cái giá trị hàng ngày của sức lao động của người công nhân đó nếu như hắn trả cho người đó một số tiền cũng đại biểu cho 6 giờ lao động. Một khi người công nhân đã lao động 6 giờ cho nhà tư bản kinh doanh đó thì anh ta đã hoàn lại cho nhà tư bản toàn bộ số chi phí của hắn, tức là giá trị của sức lao động trong một ngày mà hắn đã trả. Nhưng như thế thì tiền đã không biến thành tư bản, đã không sản xuất ra giá trị thặng dư. Chính vì thế mà người mua sức lao động cũng có một quan niệm hoàn toàn khác với tính chất việc giao dịch mà anh ta đã tiến hành. Chỉ cần 6 giờ lao động là đủ để cho người công nhân sống trong 24 giờ, nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn cản người công nhân làm 12 giờ trong 24 giờ. Giá trị sức lao động và giá trị mà sức lao động đã tạo ra trong quá trình lao động là hai đại lượng khác nhau. Người chủ tiền đã trả giá trị hàng ngày của sức lao động, vì vậy việc sử dụng sức lao động trong ngày đó, lao động cả ngày đó cũng thuộc về hắn ta. Cái tình hình là giá trị do việc sử dụng sức lao động đó trong một ngày tạo ra lại gấp đôi giá trị hàng ngày của bản thân sức lao động ấy, tình hình đó là một điều đặc biệt may mắn cho người mua nhưng theo những quy luật trao đổi hàng hóa thì ở đây cũng chẳng vi phạm gì quyền lợi của người bán. Vậy, theo giả thiết của chúng ta, hàng ngày nhà tư bản tốn kém cho người công nhân một giá trị sản phẩm của 6 giờ lao động, nhưng mỗi ngày người công nhân lại cung cấp cho nhà tư bản một giá trị sản phẩm của 12 giờ lao động. Số chênh lệch có lợi cho người chủ tiền là 6 giờ lao động thẳng dư không trả công, một sản phẩm thẳng dư không trả công trong đó 6 giờ lao động đã nhập vào thế là cái trò quỹ thuật đã diễn xong giá trị thặng dư đã được sản xuất ra tiền đã biến thành tư bản vì vậy khi chứng minh việc giá trị thặng dư nảy sinh như thế nào và làm thế nào mà chỉ riêng giá trị thặng dư lại có thể nảy sinh dưới sự chi phối của những quy luật điều tiết sự trao đổi hàng hóa marx đã bóc trần cái cơ chế của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của phương thức chiếm hữu dựa trên phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ông đã phát hiện ra cái hạt nhân kết tinh mà chung quanh nó toàn bộ chế độ xã hội hiện nay đã hình thành. Tuy nhiên sự hình thành đó của tư bản có một tiền đề cơ bản, để chuyển hóa tiền thành tư bản, người chủ tiền phải tìm được người lao động tự do ở trên thị trường hàng hóa, tự do theo hai nghĩa, theo nghĩa là một con người tự do, chi phối được sức lao động của mình với tư cách là một hàng hóa, và mặt khác anh ta không còn có hàng hóa nào khác để bán, nói một cách khác là trần như nhộng hoàn toàn không có những vật cần thiết để thực hiện sức lao động của mình nhưng mối quan hệ đó giữa một bên là những kẻ sở hữu tiền hay sở hữu hàng hóa và bên kia là những người không sở hữu gì cả ngoài sức lao động của mình không phải là một quan hệ tự nhiên cũng không phải là một quan hệ chung cho tất cả mọi thời kỳ lịch sử rõ ràng bản thân nó là kết quả của sự phát triển lịch sử trước đó là sản vật của sự diệt vong của hàng loạt những hình thái sản xuất xã hội cũ hơn và thật vậy Người công nhân tự do đó đã xuất hiện rất đông đảo lần đầu tiên trong lịch sử vào cuối thế kỷ 15 và vào đầu thế kỷ 16 do sự tan rã của phương thức sản xuất phong kiến. Nhưng với tình hình đó và với sự hình thành của thương nghiệp thế giới và của thị trường thế giới cũng bắt đầu vào thời kỳ đó thì người ta cũng có cái cơ sở trên đó khối động sản hiện có tất phải ngày càng biến thành tư bản và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm sản xuất ra giá trị thặng dư nhất định phải ngày càng trở thành phương thức thống trị độc nhất. Đó là những quan niệm kỳ dị của mát, những sản phẩm lai căng của câu chuyện hoang đường về lịch sử và về logic đấy. Trong đó năng lực phân biệt của lý trí cũng như mọi sự sử dụng khái niệm một cách trung thực đều bị tiêu vong. Bây giờ chúng ta hãy đem những chân lý logic sâu sắc và cái tính khoa học tột cùng và chặt chẽ nhất theo ý nghĩa của các môn khoa học chính xác mà ông duy đã đưa ra cho chúng ta ra đối lập lại với những điều nông nổi đó. Vậy là, ở mắt tư bản không nói lên cái khái niệm kinh tế mà mọi người đều thừa nhận, theo đó thì tư bản là một tư liệu sản xuất đã được sản xuất ra, trái lại, ông nói rằng một số lượng giá trị chỉ biến thành tư bản khi nào nó tự tăng thêm giá trị bằng cách tạo ra giá trị thặng dương. Còn ông Duy Rinh thì nói thế nào? tư bản là nền tảng của những phương tiện của sự hùng mạnh về kinh tế để tiếp tục sản xuất và để tạo nên những phần tham dự vào những thành quả của sức lao động chung dầu cho điều này một lần nữa lại được biểu hiện một cách mơ hồ kiểu tiên tri và cẩu thả như thế nào chăng nữa nhưng cũng có một điều rất chắc chắn là cái nền tảng của những phương tiện của sự hùng mạnh về kinh tế có thể được dùng để tiếp tục tiến hành sản xuất mãi mãi nhưng tuy vậy theo lời của ông Rinh nó vẫn không biến thành tư bản chừng nào mà cội nguồn đó không tạo ra những phần tham dự vào những thành quả của sức lao động chung, nghĩa là giá trị thặng dư hay ít ra cũng là sản. Phẩm thặng dư Do đó, những tội lỗi mà ông Rinh đã khoát cho Mark là người không tán thành cái khái niệm kinh tế về tư bản mà mọi người đều thừa nhận, thì không những bản thân ông ta đã phạm phải, mà ngoài ra ông ta còn phạm cái tội cấp nhặt của Mark một cách vụng về được che đậy rất tội dưới những câu hoa mỹ. Ở trang 262, ý kiến đó được trình bày chi tiết hơn. Tư bản theo ý nghĩa xã hội, còn tư bản không theo ý nghĩa xã hội thì ông Duy Rinh sẽ còn phải phát hiện ra là đặc biệt khác với tư liệu sản xuất thuần túy, bởi vì trong khi tư liệu sản xuất chỉ có tính chất kỹ thuật và là cần thiết trong mọi trường hợp, thì đặc điểm của tư bản là có sức mạnh chiếm hữu có tính chất xã hội và tạo nên những phần tham dự. Cố nhiên, Phần lớn tư bản xã hội chẳng qua chỉ là tư liệu sản xuất kỹ thuật trong cái chức năng xã hội của nó, nhưng chính chức năng đó là chức năng phải biến đi. Nếu chúng ta chú ý rằng chính Marx là người đầu tiên nêu bật cái chức năng xã hội, chỉ nhờ có nó mà một số lượng giá trị nhất định biến thành tư bản, thì cố nhiên là đối với người nào quan sát vấn đề một cách chăm chú đều nhanh chóng thấy rằng sự nhận định của Marx đối với khái niệm tư bản chỉ tạo ra một sự rối rắm nhưng không phải là ở trong khoa học chặt chẽ về kinh tế quốc dân như ông Duy Rinh nghĩ, mà, như trường hợp này cho thấy một cách rõ ràng điều đó, chỉ hoàn toàn ở trong đầu óc. Của chính ông Duy Rinh thôi, trong cuốn Lịch sử phê phán, ông ta đã quên mất rằng mình đã từng lợi dụng cái khái niệm tư bản ấy nhiều đến như thế nào trong tập bài giảng của ông ta. Nhưng ông Duy Rinh vẫn không hài lòng về việc ông ta đã mượn của mát định nghĩa về tư bản, dù là dưới một hình thức đã được tẩy sạch ông ta còn phải đi theo mát cả trong cái trò chơi với những sự biến đổi của các khái niệm về các hiện tượng lịch sử, mặc dù là bản thân ông ta biết rất rõ ràng làm như thế thì chẳng được cái gì hết ngoài những quan niệm kỳ dị, những điều nông nổi, tính chất trên vên của các luận cứ. Cái chức năng xã hội đó của tư bản làm cho tư bản có thể chiếm hữu được những thành quả lao động của người khác và chỉ có nhờ nó tư bản mới phân biệt được với tư liệu sản xuất giản đơn, cái chức năng đó do đâu mà ra. Ông Duy Rinh nói, nó không dựa trên bản chất của những tư liệu sản xuất và trên sự cần thiết về mặt kỹ thuật của những tư liệu sản xuất đó. Do đó, nó đã nảy sinh trong lịch sử và ở trang 262, ông Duy Rinh chỉ nhắc lại điểm mà chúng ta đã nghe đến 10 lần rồi. Khi ông ta giải thích sự phát sinh của chức năng đó bằng cái câu chuyện hai anh chàng, trong đó, trong buổi đầu lịch sử, một anh đã dùng bạo lực đối với anh kia để biến tư liệu sản xuất của mình thành tư bản. Nhưng không tự hài lòng với việc ông ta thừa nhận bước đầu lịch sử của cái chức năng xã hội, mà chỉ nhờ nó một số lượng giá trị mới biến được thành tư bản, ông Duy Rin còn tiên đoán cả bước kết thúc lịch sử của chức năng đó nữa. Chức năng đó chính là cái phải biến mất. Một hiện tượng xuất hiện trong lịch sử và lại biến mất trong lịch sử. Trong ngôn ngữ thông thường, người ta có thói quen gọi nó là một giai đoạn lịch sử. Như vậy... Tư bản là một giai đoạn lịch sử không những chỉ đối với Mark mà cả đối với ông Duy Rinh nữa, và chính vì thế mà chúng ta buộc phải kết luận rằng ở đây chúng ta đứng giữa những người dòng tên. Nếu hai người làm cùng một việc, thì đó còn chưa phải là cùng một việc đâu. Nếu Mark nói rằng tư bản là một giai đoạn lịch sử, thì đó là một quan niệm dị kỳ, một sản phẩm lai căng của chuyện hoang đường về lịch sử và về logic, trong đó năng lực phân biệt cũng như mọi sự sử dụng khái niệm một cách trung thực đều bị tiêu vong. Nếu ông Duy Rinh cũng hình dung tư bản là một giai đoạn lịch sử như thế, thì đó là một bằng chứng về tính chất sắc bén của sự phân tích kinh tế quốc dân và về cái tính khoa học tột cùng và chặt chẽ nhất theo ý nghĩa của những khoa học chính xác. Vậy quan niệm về tư bản của ông Duy Rinh khác quan niệm về tư bản của Mark ở chỗ nào? Mark nói, tư bản không hề phát minh ra lao động thặng dư nơi nào mà một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những tư liệu sản xuất thì nơi đó người lao động tự do hay không tự do đều buộc phải thêm vào thời gian lao động cần thiết để nuôi sống bản thân mình một số thời gian lao động dôi ra dùng để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt cho người chiếm hữu các tư liệu sản xuất vậy lao động thẳng dư lao động ngoài thời gian cần thiết để người công nhân tự nuôi sống mình và những người khác chiếm hữu sản phẩm của lao động thẳng dư ấy tức là việc bóc lột lao động đều có trong tất cả mọi hình thái xã hội từ trước tới nay chừng nào những hình thái xã hội này vận động trong những mâu thuẫn giai cấp. Nhưng chỉ khi nào sản phẩm của lao động thặng dư đó mang hình thái giá trị thặng dư, chỉ khi nào mà kẻ sở hữu những tư liệu sản xuất tìm ra được người công nhân tự do, nghĩa là được giải thoát khỏi những xiềng xích xã hội và khỏi sở hữu, với tư cách là đối tượng bóc lột và bóc lột người công nhân đó nhằm mục đích sản xuất ra hàng hóa thì theo Marx chỉ khi đó tư liệu sản xuất mới mang tính chất đặc biệt là tư bản. Và điều đó chỉ diễn ra trên quy mô lớn từ cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16. Trái lại, ông Duy lại tuyên bố rằng bất kỳ một số lượng tư liệu sản xuất nào tạo ra những phần tham dự vào thành quả của sức lao động chung, nghĩa là tạo ra lao động thặng dư dưới, dưới bất cứ hình thức nào, cũng đều là tư bản. Nói một cách khác, ông Duy Rinh chiếm lấy cái lao động thẳng dư do Mark phát hiện ra để giết chết cái giá trị thẳng dư trong lúc này không phù hợp với ông ta và cũng do Mark phát hiện ra. Vậy, theo ông Duy Rinh, không những các động sản và bất động sản của các công dân ở Cô và Athens dùng những người nô lệ để kinh doanh, mà cả của cải của những địa chủ lớn La Mã thời đế chế, cũng như những của cải của những nam tước phong kiến thời Trung Cổ, nếu được dùng vào sản xuất bằng một cách nào đó, thì tất cả những cái đó không phân biệt gì hết, đều là tư bản. Như vậy, về tư bản, chính bản thân ông Duy Rinh không có khái niệm mà mọi người đều thừa nhận, theo đó thì tư bản là một tư liệu sản xuất đã được sản xuất ra, mà trái lại, có một khái niệm hoàn toàn ngược lại, gặp cả những tư liệu sản xuất không do sản xuất mà ra, tức là ruộng đất và tài nguyên tự nhiên của ruộng đất vào trong đó. Nhưng cái quan niệm cho rằng tư bản chỉ đơn thuần là một tư liệu sản xuất đã được sản xuất ra lại là một quan niệm chỉ được thừa nhận một cách phổ biến trong khoa kinh tế tầm thường thôi. Ngoài cái khoa kinh tế tầm thường rất thân thiết của ông Duy Rinh ra, thì tư liệu sản xuất đã được sản xuất ra, hay một số lượng giá trị nói chung chỉ biến thành tư bản là vì nó đem lại lợi nhuận hay lợi tức, nghĩa là nó chiếm hữu sản phẩm thặng dư của lao động không được trả công dưới hình thức giá trị thặng dư, và hơn nữa lại chiếm hữu dưới hai loại hình xác định ấy của giá trị thặng dư. Đồng thời, ở đây một việc hoàn toàn không có gì là quan trọng nếu toàn bộ khoa kinh tế chính trị tư sản bị sa lầy trong cái quan niệm cho rằng đặc tính tạo ra lợi nhuận hay lợi tức tự nó là hoàn toàn vốn có đối với mọi số lượng giá trị được sử dụng trong những điều kiện bình thường vào sản xuất hay trao đổi trong khoa kinh tế chính trị cổ điển tư bản và lợi nhuận hay tư bản với lợi tức cũng không thể tách rời cũng nằm trong mối liên hệ lẫn nhau như nhân và quả cha và con hôm qua và hôm nay nhưng danh từ tư bản với ý nghĩa kinh tế hiện đại của nó chỉ xuất hiện lần đầu tiên khi mà bản thân sự vật xuất hiện, khi mà đồng sản ngày càng mang chức năng tư bản bằng cách bóc lột lao động thặng dư của công nhân tự do để sản xuất ra hàng hóa, cụ thể là danh từ đó được đưa vào sử dụng bởi nước đầu tiên trong lịch sử của những nhà tư bản, tức là bởi những người Italia hồi thế kỷ 15 và 16. Và nếu Mark là người đầu tiên đã phân tích đến tận gốc phương thức chiếm hữu vốn có của tư bản hiện đại, nếu Mark đã làm cho khái niệm tư bản phù hợp với những sự kiện lịch sử mà từ đó, xét cho đến cùng, khái niệm tư bản đã được rút ra và nhờ những sự kiện lịch sử đó mà tồn tại. Nếu với điều đó Mark đã giải phóng cho cái khái niệm kinh tế đó thoát khỏi những quan niệm không rõ ràng và trên vinh đang còn bám vào nó ngay cả trong khoa kinh tế tư sản cổ điển và trong những nhà xã hội chủ nghĩa trước. Đây thì điều đó có nghĩa là chính Mark đã tiến hành việc đó với một tính khoa học tột cùng và chặt chẽ nhất, tính khoa học mà ông Duy Rinh luôn luôn nhắc đến, nhưng đau đớn thay lại không có được. Thật vậy, ở ông Duy Rinh sự việc lại hoàn toàn khác hẳn. Ông ta không hài lòng với việc thoạt tiên gọi sự trình bày tư bản là một giai đoạn lịch sử, là sản phẩm lai like căng của câu chuyện hoang đường về lịch sử và về logic, rồi sau đó lại tự mình trình bày nó như một giai đoạn lịch sử ông ta còn tuyên bố dứt khoát rằng tất cả những phương tiện của sự hùng mạnh về nền kinh tế tất cả những tư liệu sản xuất chiếm hữu những phần tham dự trong thành quả của sức lao động chung do đó cả tài sản ruộng đất trong tất cả mọi xã hội có giai cấp cũng đều là tư bản nhưng điều đó không hề cản trở ông ta sau đó lại đem tách tài sản ruộng đất và địa tô ra khỏi tư bản và lợi nhuận theo đúng như truyền thống và chỉ dùng danh từ tư bản để gọi những tư liệu sản xuất tạo ra lợi nhuận hay lợi tức, như người ta thấy một cách chi tiết ở trang 156 và các trang tiếp theo trong tập bài giảng của ông ta. Với một cơ sở như thế, ông Rinh cũng sẽ có thể thoạt tiên bao quát ngựa, bò, lừa và chó dưới cái tên gọi là đầu máy, bởi vì cũng có thể dùng những con vật đó để làm cho xe chạy được và ông ta có thể trách những kỹ sư hiện nay là đã giới hạn tên gọi đó trong loại xe hiện đại chạy bằng hơi nước, biến nó thành một giai đoạn lịch sử vì họ tạo ra những quan niệm kỳ dị, những sản phẩm lai căng của câu chuyện hoang đường về lịch sử và về logic, rồi sau đó, cuối cùng lại tuyên bố rằng cần. Phải loại ngựa, lừa, bò và chó, ra khỏi tên gọi, đầu máy và danh từ này chỉ dùng cho thứ xe chạy bằng hơi nước thôi. Như vậy là một lần nữa chúng ta bắt buộc phải nói rằng chính cái cách lý giải khái niệm tư bản theo kiểu ông Duy Rinh đã làm cho sự phân tích kinh tế quốc dân mất hết tính chất sắc bén và làm cho năng lực phân biệt cũng như mọi việc sử dụng khái niệm một cách trung thực đều bị diệt vong, và những quan điểm kỳ dị, sự lẫn lộn, những điều nông nổi, được coi là những chân lý logic sâu sắc, và tính chất trên vinh của các luận cứ, chính là những cái đang hưng thịnh ở ông Duy Rinh. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Ông Duy Rinh vẫn có cái vinh dự là đã phát hiện ra cái trục, chung quanh đó vận động toàn bộ khoa kinh tế học trước đây, toàn bộ khoa chính trị học và luật học, tóm lại là toàn bộ lịch sử trước đây. Đây là phát hiện đó. Bạo lực vào lao động là hai nhân tố chủ yếu tác động trong việc hình thành các mối liên hệ xã hội. Toàn bộ hiến pháp của thế giới kinh tế từ trước đến nay là nằm trong câu duy nhất đó. Hiến pháp hết sức ngắn gọn, nó nói. Điều một, lao động thì sản xuất. Điều hai, bạo lực thì phân phối. Và với điều đó, nói theo tiếng nói của con người và của người Đức, toàn bộ kiến thức kinh tế của ông Duy Rinh cũng chấm dứt. Theo ý kiến của ông Mark, tiền công chỉ là tiền trả cho số thời gian lao động trong đó người công nhân thật sự làm việc để có thể duy trì cuộc sống của mình. Muốn thế thì một số ít giờ thôi cũng đủ, tất cả phần còn lại của ngày lao động thường bị kéo dài, tạo ra một số dư chứa đựng cái mà tác giả chúng ta gọi là giá trị thặng dư và trong ngôn ngữ thông thường, gọi là tiền lời của tư bản không nói đến thời gian lao động đã chứa đựng trong những tư liệu lao động và trong những nguyên liệu tương ứng ở mỗi giai đoạn sản xuất, cái phần dư đó của ngày lao động là phần của nhà kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Theo quan điểm ấy thì việc kéo dài ngày lao động là một lợi nhuận rồng có tính chất bóc lột có lợi cho nhà tư bản. Như vậy là theo ông Duy Rinh thì cái giá trị thặng dư của mát chẳng qua chỉ là cái mà trong ngôn ngữ thông thường người ta gọi là tiền lợi của tư bản hay lợi nhuận chúng ta hãy nghe chính Mark nói. Trong bộ tư bản, trang 195, giá trị thặng dư được giải thích bằng những từ đặt trong ngoặc đơn sau từ ngữ đó, lợi tức, lợi nhuận, địa tô. Ở trang 210, Mark đưa ra một ví dụ trong đó có một số lượng giá trị thặng dư là 71 si linh biểu hiện ra dưới những hình thức phân phối khác nhau của nó, thuế thập phân, thuế địa phương và thuế nhà nước 21 si, linh, địa tô 28 si, linh lợi nhuận của người tá điền và lợi tức 22 si, linh, giá trị thặng dư tổng cộng là 71 si linh. Ở trang 542, Mark tuyên bố rằng khuyết điểm chủ yếu của Ricardo là đã không trình bày giá trị thặng dư dưới dạng thuần túy, nghĩa là độc lập với những hình thức đặc thù của nó như lợi nhuận, địa tô, rằng, do đó, Ricardo đã trực tiếp nhập cục làm một những quy luật về giá trị thặng dư với những quy luật về tỷ suất lợi nhuận, trái lại, Mark nói, sau đây. Trong quyển 3 của công trình này, tôi sẽ chứng minh rằng, trong những điều kiện nhất định của một tỷ suất giá trị thẳng dư ấy có thể biểu, hiện thành những tỷ suất lợi nhuận hết sức khác nhau và những tỷ suất giá trị thẳng dư khác nhau có thể biểu hiện thành tỷ suất lợi nhuận giống nhau. Ở trang 587, chúng ta đọc thấy, nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thẳng dư, nghĩa là trực tiếp bóp nặng lao động không công của công nhân và đem cố định lao động đó vào trong hàng hóa chính là người đầu tiên chiếm lấy giá trị thặng dư nhưng tuyệt nhiên không phải là người cuối cùng sở hữu giá trị thặng dư ấy sau đó hắn phải chia giá trị thặng dư ấy với những nhà tư bản thực hiện với những chức năng khác trong toàn bộ nền sản xuất xã hội với kẻ sở hữu ruộng đất như vậy là giá trị thặng dư được phân ra thành nhiều phần khác nhau những phần đó rơi vào tay nhiều hạng người khác nhau và mang những hình thức khác nhau độc lập đối với nhau như lợi nhuận lợi tức lợi nhuận thương nghiệp Địa tô, những hình thức chuyển hóa này của giá trị thặng dư chỉ có thể được xét tới trong quyển 3 mà thôi. Và trong nhiều đoạn khác, Marx cũng nói như vậy. Không thể nào nói rành mạch hơn thế được. Cứ mỗi khi có dịp, Marx lại lưu ý rằng tuyệt đối không nên lẫn lộn cái giá trị thặng dư của ông với lợi nhuận của tư bản, rằng lợi nhuận đó thật ra chỉ là một hình thức phụ thuộc và thường thường chỉ là một phần của giá trị thặng dư thôi. Tuy vậy, nếu ông Duy Rinh vẫn khẳng định rằng cái giá trị thặng dư của Mark, trong ngôn ngữ thông thường, là tiền lời của tư bản, và nếu quả thật là toàn bộ cuốn sách của Mark chỉ xoay quanh giá trị thặng dư thôi, thì chỉ có thể có một trong hai điều sau đây, hoặc là ông Duy Rinh không hiểu gì cả và như thế thì phải mặc dày mày dạng lắm mới dám đã kích một cuốn sách mà không biết nội dung căn bản. Hoặc giả là ông ta hiểu vấn đề, và như thế là ông ta cố ý xuyên tạc. Tiếp nữa, sự căm ghét độc địa mà ông mark để lộ ra khi dùng cái lối mô tả việc bóc lột đó cũng rất dễ hiểu nhưng cũng có thể phẫn nộ kịch liệt hơn nữa và thừa nhận đầy đủ hơn nữa tính chất bóc lột của hình thức kinh tế dựa trên chế độ làm thuê mà không cần phải thừa nhận cái quan điểm lý luận biểu hiện ra trong học thuyết của mark về giá trị thặng dư quan điểm lý luận của mark tuy có ý đồ tốt nhưng lại sai lầm đã làm cho mark có một sự căm ghét độc địa đối với việc bóc lột do quan điểm lý luận sai mà cái nhiệt tình đó, tự nó là hợp đạo đức, lại có một biểu hiện trái đạo đức, nhiệt tình đó thể hiện ra thành một sự căm ghét đê tiện và sự độc địa hèn hạ. Người lại, cái tính khoa học tột cùng và hết sức chặt chẽ của ông Duy Rinh thì lại biểu hiện thành một nhiệt tình đạo đức vốn không kém phần cao thượng, thành một sự phẫn nộ mà xét ngay về mặt hình thức cũng có tính chất đạo đức và hơn nữa, xét về lượng thì lại cao hơn sự căm ghét độc địa lại là một sự phẫn nộ mạnh mẽ hơn. Trong khi ông Duy Rinh tự ngắm mình một cách thích thú thì chúng ta hãy xét xem do đâu mà có sự phẫn nộ mạnh mẽ hơn đó. Ông ta nói tiếp, cụ thể, vấn đề nảy sinh ở đây là, làm thế nào mà những nhà kinh doanh cạnh tranh lẫn nhau lại có thể thường xuyên thực hiện được sản phẩm đầy đủ của lao động, do đó, cả sản phẩm thẳng dư nữa, theo một giá cả cao hơn những chi phí sản xuất tự nhiên đến như thế như tỷ lệ số giờ lao động dư ra nói trên đã giả định người ta không tìm được câu trả lời cho vấn đề trong học thuyết của mark và như thế thì chỉ vì một lý do đơn giản là trong học thuyết đó không có ngay cả chỗ để đặt vấn đề nữa tính chất xa xỉ của nền sản xuất dựa trên lao động làm thuê hoàn toàn không được phân tích một cách nghiêm túc và chế độ xã hội với những cơ sở hút máu của nó không hề được thừa nhận là nguyên nhân cuối cùng của chế độ nô lệ người da trắng trái lại theo Marx thì bao giờ yếu tố chính trị, xã hội cũng là yếu tố cần phải được giải thích bằng yếu tố kinh tế. Trong những đoạn trích dẫn trên đây chúng ta đã thấy rằng Marx tuyệt nhiên không hề khẳng định rằng sản phẩm thặng dư, trong mọi tình huống, đều được nhà tư bản công nghiệp, người đầu tiên chiếm hữu nó, đem bán trung bình theo giá trị đầy đủ của nó, như ông Duy Rinh đã giả định ở đây. Mark nói rành mạch rằng cả lợi nhuận thương nghiệp cũng hình thành một phần của giá trị thặng dư, và theo những giả thiết đã nói thì lợi nhuận đó chỉ có thể có được khi nào chủ xưởng đem bán sản phẩm cho thương nhân dưới giá trị của nó, và như thế là nhường cho thương nhân đó một phần của cải cướp được. Theo cách đặt vấn đề như cách đặt vấn đề của ông Duy Rinh, tất nhiên mát không có chỗ để nêu nó lên. Đặt một cách hợp lý thì vấn đề sẽ là, làm thế nào mà giá trị thặng dư lại chuyển hóa thành những hình thức phụ thuộc của nó, thành lợi nhuận, lợi tức, lợi nhuận thương nghiệp, địa tô. Và thật vậy, Mark hứa sẽ giải quyết vấn đề đó trong quyển 3. Nhưng nếu ông Duy Rinh không đủ nhẫn nại chờ đến lúc xuất bản tập 2 bộ tư bản 138, thì trong khi chờ đợi, ông ta có thể xem xét kỹ vấn đề đó một chút trong tập 1. Khi đó, ngoài những đoạn đã trích dẫn ra, ông ta có thể đọc thấy, ví dụ ở trang 323, rằng theo mát, những quy luật nội tại của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thể hiện ra trong sự vận động bề ngoài của các tư bản thành những quy luật cưỡng chế của cạnh tranh và dưới hình thức đó chúng đạt tới ý thức của nhà tư bản cá biệt với tư cách là những động cơ hoạt động của hắn rằng như vậy là một sự phân tích khoa học đối với cạnh tranh chỉ có thể thực hiện được một khi người ta nhận thức được bản chất bên trong của tư bản cũng hoàn toàn giống như một người chỉ hiểu được sự vận động bên ngoài của các thiên thể khi nào biết được sự vận động thực sự tuy là giác quan không thể thấy được, của chúng 139, sau đó, mắt lấy ví dụ để chỉ ra rằng một quy luật nhất định, quy luật giá trị, trong một trường hợp nhất định, thể hiện ra trong cạnh tranh như thế nào và bộc lộ sức thúc đẩy của nó ra sao. Ngay như điều này, ông Rinh cũng đã có thể rút ra kết luận nói rằng cạnh tranh giữ một vai trò chủ yếu trong việc phân phối giá trị thặng dư. Và nếu suy nghĩ một chút thì có thể thấy rằng những điều chỉ dẫn đó trong tập y thật ra cũng đủ làm sáng tỏ ít ra là trên những nét lớn sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành những hình thức phụ của nó nhưng đối với ông Duy rinh thì cạnh tranh lại chính là chướng ngại tuyệt đối làm cho ông ta không thể hiểu được ông ta không thể hiểu được làm thế nào mà những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau lại luôn luôn có thể thực hiện được toàn bộ sản phẩm của lao động và do đó thực hiện được cả sản phẩm thặng dư cao hơn chi phí sản xuất tự nhiên đến như thế ở đây một lần nữa ông ta lại phát biểu với sự chặt chẽ thường ngày nhưng sự chặt chẽ này thực ra chỉ là một sự cẩu thả theo mát sản phẩm thặng dư với tư cách là sản phẩm thặng dư thì hoàn toàn không đòi hỏi bất kỳ một chi phí sản xuất nào đó là cái phần sản phẩm không đòi hỏi tốn kém gì cho nhà tư bản cả vậy nếu những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau muốn thực hiện sản phẩm thặng dư theo những chi phí sản xuất tự nhiên của nó thì họ sẽ chỉ phải đem biếu những sản phẩm thặng dư đó đi thôi nhưng chúng ta không bàn đến những chi tiết quá vụn vặt đó. Thật vậy, lẽ nào hàng ngày những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau lại không thực hiện sản phẩm của lao động cao hơn những chi phí sản xuất tự nhiên đó sao? Theo ông Duy Rinh, thì Những chi phí sản xuất tự nhiên gồm có sự tiêu phí lao động hay sức lực, và sự tiêu phí này, đến lượt nó, xét cho đến cùng, lại có thể đo được bằng sự tiêu phí thức ăn. Vậy, trong xã hội hiện nay, những chi phí đó gồm có những tiêu phí thực sự về nguyên liệu, tư liệu lao động và tiền công, khác với khoản thuế, với lợi nhuận, với khoản phụ gia cưỡng bức được với thanh kiếm trong tay. Nhưng mọi người đều biết rằng trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau không thực hiện hàng hóa của họ theo những chi phí sản xuất tự nhiên, mà còn tính thêm và thông thường thì thu được, cả cái gọi là khoản phụ gia, tức là lợi nhuận nữa. Cái vấn đề mà ông Duy Rinh tưởng chỉ cần nêu lên là có thể thổi đổ ngay toàn bộ ngôi nhà của Mark, giống như Joshua Navin xưa kia đã thổi đổ thành Jericho, vấn đề ấy cũng có cả trong lý luận kinh tế của ông Duy Rinh. Chúng ta hãy xem ông ta trả lời như thế nào. Ông ta nói, quyền sở hữu về tư bản không có một ý nghĩa thực tiễn nào và không thể thực hiện được nếu nó không đồng thời bao hàm bạo lực gián tiếp đối với nhân liệu sản phẩm của bạo lực đó là lợi nhuận của tư bản và vì vậy đại lượng của lợi nhuận này phụ thuộc vào quy mô và cường độ của việc thi hành sự thống trị đó. Lợi nhuận của tư bản là một chế định chính trị và xã hội, nó tác động mạnh mẽ hơn là cạnh tranh. Về mặt đó, những nhà kinh doanh hành động như là một đẳng cấp và mỗi người riêng trẻ đều duy trì các vị trí của họ. Một mức lợi nhuận nào đó của tư bản là một điều cần thiết trong loại kinh tế ấy một khi nó đã thống trị tiếc thay, ngay cả hiện nay chúng ta cũng vẫn không biết rằng làm thế nào mà những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau lại có thể thường xuyên thực hiện được sản phẩm của lao động cao hơn chi phí sản xuất tự nhiên. Vì không thể giả định rằng ông Duy Rinh lại đánh giá thấp công chúng của mình đến mức cho rằng có thể thỏa mãn họ bằng các câu nói sung sau đây, tiền lợi của tư bản đứng trên cạnh tranh, cũng như trước kia vua phổ đứng trên luật pháp. Chúng ta biết những mánh khóe mà vua phổ đã dùng để đạt tới một vị trí cao hơn luật pháp, những mánh khóe khiến tiền lợi của tư bản trở nên mạnh hơn cạnh tranh, đó chính là điều mà ông Duy Rinh phải giải thích cho chúng ta rõ, và đó là điều ông ta khăng khăng không chịu làm. Và tình hình cũng không hơn gì nếu, về mặt này, ông ta nói, những nhà kinh doanh hành động như một đẳng cấp, song mỗi người riêng rẽ đều duy trì vị trí của mình vì rằng chúng ta không được nhẹ dạ tin lời ông ta nói rằng chỉ cần một số người nào đó hành động như một đẳng cấp là mỗi người riêng rẽ trong bọn họ đều giữ được vị trí của mình. Những thành viên của những phường hội thời Trung Cổ, những nhà quý tộc Pháp năm 1789, như người ta đều biết, đã hành động rất kiên quyết với tư cách là một đẳng cấp, ấy thế mà họ cũng đã tiêu vong. Quân đội phổ, ở Iena cũng đã hành động như một đẳng cấp có tổ chức thế mà đáng lẽ giữ được vị trí của mình thì trái lại đã buộc phải bỏ chạy và sau đó thậm chí còn phải đầu hàng theo từng bộ phận một. Chúng ta càng không thể thỏa mãn với lời quả quyết rằng một khi có phương thức kinh tế thống trị đó, thì một mức tiền lời nào đó của tư bản là cần thiết, vì vấn đề chính là phải chứng minh tại sao lại như thế. Chúng ta cũng chẳng nhích lại gần mục đích thêm một chút nào, khi ông Duy Rinh cho chúng ta biết, sự thống trị của tư bản đã lớn lên gắn liền với sự thống trị ruộng đất một bộ phận những người nông nô lao động nông nghiệp đã biến thành công nhân thủ công trong các thành phố và cuối cùng thành vật liệu trong công xưởng sau địa tô lợi nhuận của tư bản đã phát triển thành một hình thức thứ hai của tô sở hữu ngay cả khi chúng ta bỏ qua sự sai lầm của lời khẳng định đó về mặt lịch sử thì nó bao giờ cũng vẫn là một lời khẳng định suông và chỉ giới hạn trong việc lặp lại cái điều chính ra phải được giải thích và chứng minh. Do đó chúng ta không thể đi đến một kết luận nào khác hơn là ông Duy Rin không có khả năng trả lời câu hỏi của chính ông ta, những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau làm thế nào có thể thực hiện thường xuyên được sản phẩm của lao động cao hơn chi phí sản xuất tự nhiên, nói một cách khác, ông Duy Rin không thể giải thích được sự phát sinh của lợi nhuận ông ta không còn cách gì khác hơn là chỉ phán rằng, lợi nhuận của tư bản là kết quả của bạo lực, điều này cố nhiên hoàn toàn phù hợp với điều hai của bản hiến pháp xã hội của Duy Rinh, bạo lực thì phân phối. Dĩ nhiên nói như thế thì rất hay, nhưng bây giờ lại nảy ra vấn đề là, bạo lực phân phối cái gì? Vì rằng phải có một cái gì để mà phân phối chứ, nếu không thì ngay cả một bạo lực mạnh mẽ nhất, dù có mong muốn đến đâu chăng nữa, cũng chẳng phân phối được cái gì lợi nhuận mà những nhà kinh doanh cạnh tranh với nhau bỏ túi là một cái gì rõ ràng cụ thể. Bạo lực có thể chiếm lấy nó, nhưng không thể tạo ra nó được. Và nếu như ông Duy Rinh cứ khăng khăng từ chối không giải thích cho chúng ta biết bạo lực chiếm được lợi nhuận doanh nghiệp bằng cách nào, thì đối với câu hỏi, bạo lực lấy lợi nhuận đó từ đâu ra, ông ta chỉ trả lời cho chúng ta bằng một sự im lặng của nhà mồ. Ở nơi nào chẳng có gì cả, thì vua, cũng như mọi thứ quyền lực khác, đều mất hết quyền của mình từ chỗ không có gì thì sẽ không nảy sinh ra cái gì cả nhất là không nảy sinh ra lợi nhuận nếu quyền sở hữu về tư bản không có một ý nghĩa thực tiễn và không thể thực hiện được chừng nào mà nó không đồng thời bao hàm bạo lực gián tiếp đối với nhân liệu thì một lần nữa lại nảy sinh câu hỏi một là làm thế nào mà của cải cấu thành tư bản lại có được bạo lực đó một vấn đề hoàn toàn không thể giải quyết được bằng một vài lời khẳng định có tính chất lịch sử đã trích dẫn trên kia, hay là, bằng cách nào mà bạo lực đó chuyển thành việc làm tăng giá trị của tư bản, thành lợi nhuận, và ba. Là, bạo lực lấy lợi nhuận đó ở đâu? Dù chúng ta có đề cập đến khoa kinh tế chính trị của ông Duy Rinh từ phía nào chăng nữa thì chúng ta cũng không tiến thêm được bước nào cả. Đối với tất cả những hiện tượng mà nó không thích, đối với lợi nhuận, địa tô, Tiền công chết đói, việc nô dịch công nhân, khoa kinh tế chính trị đó chỉ có một tiếng duy nhất để giải thích, bạo lực, và luôn luôn là bạo lực, và sự phẫn nộ mạnh mẽ hơn của ông Duy Rinh cũng lại biến thành sự phẫn nộ đối với bạo lực. Chúng ta đã thấy rằng, một là, việc viện đến bạo lực như thế là một sự lẫn tránh thảm hại, là một cách gạt vấn đề từ lĩnh vực kinh tế sang lĩnh vực chính trị, nó không có thể giải thích một sự kiện kinh tế nào cả và hai là ông ta vẫn bỏ lửng không giải thích sự nảy sinh của bản thân bạo lực và làm như thế là rất khôn ngoan bởi vì nếu không thì ông ta buộc phải đi đến kết luận nói rằng tất cả mọi quyền lực xã hội và tất cả mọi bạo lực chính trị đều bắt nguồn từ những tiền đề kinh tế từ phương thức sản xuất trao đổi của mỗi một xã hội nhất định trong lịch sử tuy nhiên chúng ta hãy cố moi thêm ở nhà sáng lập sâu sắc hơn và khắc nghiệt đó của khoa kinh tế chính trị một vài điều giải thích nữa về lợi nhuận chăng. Có lẽ chúng ta đạt được điều đó nếu chúng ta lấy đoạn trình bày của ông ta về tiền công. Trong đoạn ấy, ở trang 158, có nói: Tiền công là tiền thuê để duy trì sức lao động và trước hết nó chỉ được kể đến với tư cách là cơ sở của địa tô và lợi nhuận của tư bản. Muốn hiểu thật rõ ràng những quan hệ đang tồn tại ở đây thì phải hình dung địa tô và sau đó cả lợi nhuận của tư bản nữa thoạt tiên là về mặt lịch sử không có tiền công tức là trên cơ sở chế độ nô lệ hay chế độ nông nô dầu cho phải nuôi người nô lệ hay nông nô hay người công nhân làm thuê thì điều đó cũng chỉ quyết định những sự khác nhau trong cách thức tính những chi phí sản xuất thôi trong tất cả những trường hợp đó sản phẩm trồng do việc sử dụng sức lao động tạo ra đều cấu thành thu nhập của người chủ như vậy là người ta thấy rằng cụ thể là sự đối lập chủ yếu do đó mà người ta thấy có ở một bên là một loại tô sở hữu nào đó, và bên kia là lao động làm thuê không có sở hữu, người ta không thể chỉ tìm sự đối lập chủ yếu đó ở riêng trong một vế của mối quan hệ đó, mà bao giờ cũng phải tìm ở cả hai vế cùng một lúc. Nhưng tô sở hữu, như chúng ta đã được biết ở trang 188, là một danh từ chung cho địa tô và lợi nhuận của tư bản. Tiếp nữa, ở trang 174 người ta còn đọc thấy. Tính chất của lợi nhuận của tư bản là sự chiếm hữu phần chủ yếu nhất trong sản phẩm của sức lao động. Không thể quan niệm được lợi nhuận của tư bản mà không có yếu tố tương quan với nó là lao động bị nô dịch trực tiếp hay gián tiếp dưới hình thức này hay hình thức khác. Và ở trang 183. Tiền công trong mọi trường hợp chẳng qua chỉ là tiền thuê, nhờ nó mà nói chung việc nuôi sống và khả năng sinh con cái của công nhân phải được đảm bảo. Và cuối cùng ở trang 195. Cái thuộc về phần của tô sở hữu phải là cái mà tiền công mất đi, và ngược lại, cái thuộc về lao động lấy từ khả năng sản xuất chung, phải được rút ra từ những thu nhập của quyền sở hữu. Ông Duy Rinh đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong lý luận về giá trị và trong những chương tiếp theo cho đến học thuyết về cạnh tranh và kể cả học thuyết này nữa, nghĩa là từ trang 1 đến trang 155, Giá cả của hàng hóa hay giá trị đã chia ra thành một là những chi phí sản xuất tự nhiên hay giá trị sản xuất, nghĩa là những chi phí về nguyên liệu, tư liệu lao động và tiền công, và hai là khoản phụ gia hay giá trị phân phối, tức là khoản thuế cưỡng ép được với cây kiếm trong tay thuộc về giai cấp bọn độc quyền. Một khoản phụ gia, như chúng ta đã biết, thực ra không thể thay đổi chút nào sự phân phối của cải. Bởi vì cái mà ông ta lấy được bằng tay này thì lại phải buông ra bằng tay kia và ngoại ra, trong chừng mực mà ông duy rinh cho chúng ta biết về nguồn gốc và nội dung của nó thì nó không sinh ra từ cái gì cả và vì vậy cũng không gồm cái gì cả. Trong chương hai tiếp theo bàn về các loại thu nhập, tức là từ trang 156 đến trang 217 thì lại không hề nói đến khoản phụ gia đó nữa. Thay vào đó, giá trị của mỗi sản phẩm lao động nào tức là của mỗi hàng hóa đều chia ra làm hai phần sau đây, một là những chi phí sản xuất, trong đó có cả tiền công đã trả và hai là sản phẩm trồng có được do sử dụng sức lao động, sản phẩm trồng này hình thành thu nhập của người chủ. Và cái sản phẩm trồng đó có một bộ mặt hoàn toàn quen thuộc mà không một sự xâm mình hay một công nghệ hóa trang nào có thể che đậy được. Muốn hiểu thật rõ ràng những quan hệ đang tồn tại ở đây, bạn đọc chỉ cần hình dung rằng những đoạn văn vừa dẫn ra của ông Duy Rinh được in đối diện với những đoạn của Mark đã dẫn ra trên kia về lao động thặng dư, sản phẩm thặng dư và giá trị thặng dư, và bạn đọc sẽ thấy rằng, ở đây ông Duy Rinh đã trực tiếp sao chép từ bộ tư bản theo cách riêng của ông ta. Ông Duy Rinh thừa nhận rằng lao động thặng dư, dưới bất cứ hình thức nào, dù đó là hình thức chế độ nô lệ, chế độ nông nô hay chế độ lao động làm thuê, đều là nguồn gốc của các thu nhập của tất cả các giai cấp thống trị từ trước đến nay. Điều này lấy trong đoạn văn đã trích dẫn nhiều lần của tư bản, tư bản không phát minh ra lao động thặng dư và cái sản phẩm rồng hình thành thu nhập của người chủ. Thì thử hỏi đó là cái gì khác ngoài cái số dư của sản phẩm của lao động so với tiền công? Tiền công này, ngay cả ở ông Duy Rinh nữa, mặc dù nó được ngụy trang một cách hoàn toàn vô ích thành tiền mướn, nói chung cũng phải bảo đảm việc nuôi sống và khả năng sinh con đẻ cái của người công nhân làm thế nào lại có thể diễn ra sự chiếm hữu phần chủ yếu nhất trong sản phẩm của sức lao động nếu không phải bằng cách là nhà tư bản như mát đã nói đã bòn rút của công nhân nhiều lao động hơn là số lao động cần thiết để tái sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt mà người công nhân đã tiêu dùng nghĩa là bằng cách nhà tư bản bắt công nhân phải lao động lâu hơn số thời gian cần thiết để bù lại giá trị của tiền công trả cho người công nhân Vậy sự kéo dài ngày lao động ra quá số thời gian cần thiết để tái sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt của người công nhân, tức là lao động thặng dư của mát, chính cái đó đang nấp sau cái việc sử dụng sức lao động của ông Duy Rinh. Và cái sản phẩm rồng của người chủ của ông ta liệu có thể được trình bày dưới một hình thức nào khác ngoài cái hình thức sản phẩm thặng dư và giá trị thặng dư của mát hay không? Và tô sở hữu của ông Duy Rinh khác với giá trị thặng dư của mát ở chỗ nào? nếu không phải là ở các quan niệm không đúng của ông ta về tô sở hữu. Vả lại, ông Duy Rinh đã mượn cái tên tô sở hữu ở rốt bét túc là người trước kia đã gọi cả địa tô và tô của tư bản hay lợi nhuận của tư bản bằng một thuật ngữ chung là tô, thành thử ông Duy Rinh chỉ có việc thêm vào đó chữ sở hữu thôi. Và để cho không còn ai nghi ngờ gì nữa về việc trình bày ở chương 15 của Bộ Tư Bản về những sự thay đổi trong đại lượng của giá cả sức lao động và của giá trị thặng dư, và ông ta tóm tắt theo cách thức riêng của ông ta thành thử cái thuộc về tô sở hữu tất phải là cái mà tiền công mất đi và ngược lại do đó mà biến những quy luật cụ thể có nội dung phong phú của mát thành một sự lặp lại rỗng tuếch vì tất nhiên là trong một đại lượng nhất định chia thành hai phần thì phần này không thể lớn lên mà phần kia lại không nhỏ đi và bằng cách đó Ông Buirin đã chiếm đoạt những ý kiến của Mark dưới một hình thức khiến cho tính khoa học tột đỉnh và hết sức chặt chẽ theo ý nghĩa những khoa học chính xác như người ta thật sự thấy rõ trong bản trình bày của Mark, phải hoàn toàn biến mất. Vì vậy chúng ta không thể không nghĩ rằng những sự rùm ben in ỏi mà ông Rinh đã giấy lên trong cúng lịch sử phê phán về vấn đề bộ, tư bản, và đặc biệt là đám bụi mù mà ông ta đã tung lên với cái vấn đề nổi tiếng nảy sinh khi xem xét giá trị thặng dư vấn đề mà lẽ ra ông ta đừng đặt ra thì tốt hơn, bởi vì chính ông ta cũng không thể giải đáp được, chúng ta không thể không nghĩ rằng tất cả những cái đó chỉ là những mưu kế quân sự, những mánh khóe không khéo để che đậy việc cóp nhặt thô. Bạo của mát mà ông ta đã phạm phải trong tập bài giảng của ông ta. Thật vậy, ông Rinh có tất cả các lý do để phòng ngừa trước bạn đọc của ông ta là đừng nên tìm hiểu cái mớ bồng bông mà ông mát gọi là bộ tư bản, phòng ngừa cho họ khỏi rơi vào những sản phẩm lai căng của một câu chuyện hoang đường về lịch sử và về logic, những quan niệm và những lời né tránh rối rắm và mơ hồ của Hegel, thần vệ nữ mà anh chàng ép trung thành đó đã đề phòng cho thanh niên Đức, thì chàng ta đã lén lút đưa ra khỏi trang trại của Mark và đem đặt vào một chỗ chắc chắn. Để dùng riêng, chúng ta hãy chúc mừng ông Duy Rinh về cái sản phẩm trồng thu được nhờ sử dụng sức lao động của Mark. Và về cái ánh sáng độc đáo mà việc xâm chiếm cái giá trị thặng dư của Marx dưới cái tên gọi tô sở hữu đã đem rọi lên những động cơ của sự khẳng định ngoan cố, vì ông nhắc đi nhắc lại trong hai lần xuất bản và sai lầm của ông ta nói rằng Marx chỉ có giá trị thặng dư là lợi nhuận tư bản thôi. Và như vậy là chúng ta phải mô tả những thành tựu của ông duy rinh bằng chính ngay những lời nói của ông ta như sau. Theo ý kiến của ông Duy Rinh thì tiền công chỉ là tiền trả cho số thời gian lao động trong đó người công nhân thật sự làm việc để có thể duy trì cuộc sống của mình. Muốn thế thì một số ít giờ thôi cũng đủ, tất cả phần còn lại của ngày lao động thường bị kéo dài, tạo ra một số dư chứa đựng cái mà tác giả của chúng ta gọi là tô sở hữu. Không nói đến thời gian lao động đã chứa đựng trong những tư liệu lao động và trong những nguyên liệu tương ứng ở mỗi giai đoạn sản xuất cái phần dư đó của ngày lao động là phần của nhà kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Theo quan điểm ấy thì việc kéo dài ngày lao động là một lợi nhuận rồng có tính chất bóc lột làm lợi cho nhà tư bản. Sự căm ghét độc địa mà ông. Duy Rinh, để lộ ra khi dùng cái lối mô tả việc bóc lột đó cũng rất dễ hiểu. Nhưng điều khó hiểu hơn là làm thế nào mà ông ta lại trở lại được với sự phẫn nộ kịch liệt hơn của ông ta.